nắng vào buổi sáng sớm hôm nay nó len lỏi xuống từng con đường ở xã Long Khê, nhìn tuyệt đẹp. Bên kia là những cái đám ruộng mà chưa có cày xới gì hết. Ở đây có nhiều người chạy mà. Nhiều người ra đông. Con cá sặc nữa kìa. Đây có cái đình, cái miếu gì. Chạy tình tang trên đường như thế này, bướm với hoa với bông rồi đó, nó bay chuồn chuồn đó. Ở đây người ta cày ruộng rồi nè cả nhà. Nhà cũng đẹp đẹp không ha. Trời vậy sao chạy. Anh cầm cái gió anh chạy gọn hơ. Đây là một con đường làng quê, một con đường D đi men theo cái kênh nè cả nhà. Cái hướng mình đi lên xã Long Trạch đó, thì ở đây là cũng xã Long Trạch luôn. Dạ, em xin được mến chào ông bà cô chú, anh chị và các bạn đã trở lại với một video tiếp theo ngày hôm nay của em nha. Thì con kênh này á, nó nằm chính giữa cái khu đồng trống ở xã Long Khê. Và tuyến đường này cũng thấy ít bà con mình đi. Dưới kênh nước nó nhiều lắm, có những cái cây mà hoang dại nó mọc nhiều lắm cả nhà. Ngay đây nãy giờ em đứng thì em thấy cái cầu này bà con mình chạy qua chạy lại nhiều. Không biết cái hướng đó mình đi đâu. Thì trong clip kỳ này em sẽ đi vòng vòng ở phía bên kia. Có một cái tuyến đường cũng đẹp lắm cả nhà. Đó, mình qua bển coi sao. Rồi mình khám phá, mình xem cảnh đẹp ở hai bên đường như thế nào luôn nha cả nhà. Chạy tình tang trên đường như thế này, bướm với hoa với bông rồi đó, nó bay chuồn chuồn đó. Mình di chuyển qua cây cầu mà không biết cây cầu này nó đi đâu. Nãy giờ thấy bà con mình đi nhiều lắm. Hướng trên đây nữa nè. Con đường bờ đai. Đường này tên đường bờ đai. Ở đây ruộng mạ bà con mình cày hết rồi. Lúa thường thường nó mọc mà mạ non như vậy nè. Không biết phải là lúa nó rớt hay không á cả nhà. Thường thường nó rớt xuống và có nước ẩm ỉ đó, bắt đầu lên mạ xanh rờn à. Chứ tháng này ở khu vực này cũng có ít cái cơn mưa lắm. Bà con mình chưa xả đâu. Mình để ý kỹ mình thấy mạ nó xanh mơn mởn ở trên cánh đồng. Ở đây có cây mũ gòn nè. Cây mũ gòn mà trái nó gòn, nó khu queo ở trên hết giáo rồi. Cả nhà mình nhìn thấy kỹ không? Đẹp quá, trời đẹp luôn á cả nhà ơi. Cái màu của trời xanh. Cây gòn này ở dưới quê giờ cũng hiếm thấy cây này lắm á nha cả nhà. Trái nó chín, nó khô hết ráo rồi nè. Trái này là mình lấy mình làm gòn ngày xưa đó, ông bà mình á lấy rồi để dành dồn làm cái gối á. Một cái ký ức tuổi thơ đẹp ha. Nhìn những hình ảnh cây gòn này mình nhớ là ngày xưa, một thời mà luôn luôn thiếu thốn. Đường này em đi theo em cũng cảm nhận là nó khá đẹp đó cả nhà. Đường này sạch sẽ lắm, đường nhựa sạch sẽ. Ở đây bà con mình chỉ ở được một bên thôi, bên tay phải. Còn bên tay trái mình là cái con kênh này, con rạch này, con sông ở dưới lục bình nuôi ha. Lục bình nó mọc hoang dại, nó nhiều vô số kể luôn, nó non trong à. Ở bên kia có căn nhà
biệt thự xây đẹp ghê ha, mới có tô cái phần thô thôi, mới lợp mái phía trên, chưa có tô tường, trang trí lại nữa. Là chạy ngang cái khúc cua này là nhìn tuyệt vời. Đây em đang đứng ngay một cái đoạn sông, một cái cua quẹo này cả nhà, những đám lục bình ở dưới. Thì có những cái đoạn mà lục bình nó cũng đẹp, mà có những đoạn nó cũng xấu lắm, như đoạn này nè, không được tốt cho lắm. Nhưng mà được cái cua, cảnh vật nên thơ. Mình qua một cái con đường nhỏ đó, không biết có đường gì. Nhiều đường làng quê đây quá. Xã Long Khê cũng ở huyện Cần Đước luôn. Đây là lần đầu tiên mà em đi trên những cái chuyến tuyến đường như thế này cả nhà. Ngay cái đoạn trống có căn nhà bà con mình đang xây dựng để ở. Ở khít khít lại nó đỡ buồn. Ở mà lưa thưa quá nhìn cũng bà con mình mà có di chuyển qua lại đó cũng ớn ớn, nhất là người lạ đó cả nhà. Khu này tàn rừng nước tràm không ta? Cả nhà mình thấy tràm mà nó rụng xuống, lá nó bít đường luôn hai bên đó, nó khô queo à. Gặp mấy cụ già, mấy người già đó mà không có củi chùm á, hốt này vô để dành phơi chùm ha, nhúm lửa là bắt dữ lắm luôn, tuyệt vời luôn đó. Ở đây có bụi tre, có chiếc ghe ở dưới. Ghe này ở trong con sông nhỏ đây, chắc người ta đi đánh bắt hoặc giăng lưới gì đó, cho nó đỡ ướt. Với lại cái kênh nhiều khi có chỗ sâu đó, lội không tới, giăng lưới rồi đó cả nhà. Cỏ đây mọc cũng nhiều á, cỏ này y như cỏ mía, cỏ này mà bò ăn ngon lắm nè, y như dùng ở lên Tây Ninh ha cả nhà. Không biết nó mọc dại hay là ta trồng nữa. Thường thường cỏ này dễ gì nó dại được. Đại đa số là trồng, những cái người nào mà nuôi bò, chuyên nuôi bò họ trồng cỏ luôn. Đất dưới quê thì nó rộng, tha hồ mà trồng. Khu này cây cỏ nó mọc ấy, ở bờ ao là toàn là cây dại không, cây trăm bầu, cây tràm đó cả nhà đó. Có những cái cây này nó có hay xước cái tai mình, nó không biết kêu tên gì em cũng quên mất tiêu rồi. Đường xe hơi ngon lành không mặt tiền, mà ở cũng lát đá. Cây siro giờ thấy ta trồng nhiều lắm, bông nó màu trắng luôn kìa. Siro trồng trước cửa nhà hai cây, trái nó đỏ lồm. Cây nào mà mới mới là lạ độc á, người ta thường nói khó trồng, có giá trị, làm như mà tăng thêm cái giá trị cho cái cây vậy đó. Chứ giờ thấy mình càng đi khám phá thì càng thấy bà con mình trồng nhiều, có gì đâu mà khó trồng đâu. Em đi em thấy nhiều lắm luôn á.
Ôi cái đoạn cua kìa đẹp quá. Nước hai bên là hai cái rau muống nó mọc á, nó mọc nó bò ra, nó lấn ra nhìn đẹp ghê. Rau muống màu đỏ, rau muống này nghi ăn không được, mủ không à, mủ quá sao ăn. Cho heo hay là cho con gì đó, nó ăn thì nó đỡ tiền mình mua thức ăn hơn. Chịu khó có tàu ghe đó mình đi cuộn ở dưới quê. Nếu mà chăn nuôi chưa có chiếc xe chạy tới ngay cù quẹo. Con đường làng quê nhìn đẹp quá. Đây có cái đình, cái miếu gì cặp bên hông luôn. Ở nhà của cô mà cô đi ra hàng rào, tưởng đâu là cô ở trong lùm cô chui ra chứ. Con xin lỗi cô, thấy tưởng là như vậy chứ. Ôi, nhà mà nó gần tới thiên nhiên luôn á. Hàng cây bông giấy che lại không thấy cái nhà đâu. Trời ơi, có phải đây là con đường đẹp của vùng quê xã Long Khê không? Em thấy quá đẹp cả nhà ơi. Uốn lượn cong cong quẹo quẹo. Ở cái khúc này lục bình nó lại há mọc quá trời quá đất luôn. Ở ngay đây nó tẻ rồi nè cả nhà, nó tẻ theo cái nhánh sông nhỏ ở đây nè, nó không có đi theo con đường nữa. Không biết lát mình có quay ngược trở lại hay được hay không. Bên kia là những cái đám ruộng mà chưa có cày xới gì hết, lá dừa nước, lá dừa nước đây không được tốt. Đây có rau nhút, mà rau nhút dại chứ không phải rau nhút mình ăn, nó cũng mọc ở đây, mọc nó len theo mấy cái lục bình đó. Khu này chạy ngang đây thấy cảm thấy vui hơn, nhà bà con mình ở nhiều hơn nè. Nắng vào buổi sáng sớm hôm nay nó len lói xuống từng con đường ở xã Long Khê nhìn tuyệt đẹp, với những hàng bông giấy cả nhà, cạnh cái con kênh đi hóng mát. Chiếc xuồng ba lá, xuồng nhỏ, phải xuồng ba lá không ta, mà lại sao bà con mình lại kêu là xuồng ba lá, đặt tên cho nó như vậy. Em cái đó em cũng không có rành. Khu này sao lá dừa nước quá trời quá đất ha, nó chạy nó mọc từ bụi, từ bụi á, lớn lắm. Càng ngày nó càng lấn ra, nó càng bự thêm á cả nhà. Nó cứ đâm những cây cà bắp lên á. Khu này mà có một cái con sâu thôi là làm rầu nồi canh liền á. Nó ăn nguyên cả đám lá luôn, vàng khè luôn cả nhà. Đó, như thế này ha, xanh đỏ lồm, đây xanh lè. Trời, phía trước có anh đang chài chăn gió nữa. Lại coi ảnh chài có cá không anh? Dạ nhiều lắm hả? Ôi nhẫn lòng gì đâu mà nó non, thấy sợ vậy ta. Sẵn ở bức nhẫn lòng luôn anh.
mình hái nhân lòng về mình luộc cái là ngon lành luôn á. Dạ. Đó, cá quá trời luôn nè. Nãy giờ anh chài được mấy chài rồi? Cá phi lẳng mẳng không anh ơi. Anh chài về nuôi hả? Nuôi lợi trong ao mình. Ủa em tưởng đâu là anh này ao cá nuôi không ấy. Quá trời quá đất cá luôn. Nước nó hơi thúi à. Mát quá, đầy mát quá. Cá phi nhỏ không? Ủa xe anh để đẳng hả? Trời ơi. Trời đất ơi. Quá trời quá đất luôn kìa. Nó nổi lên khên luôn. Ai mà đi ngang đây mà tưởng đâu là cá nuôi không á. Cái này mình phải kỹ ha, không kỹ về nó ngủm luôn á. Mình có ao hả? Cá này trọng trọng. Cái này mùa nước lên chắc nó lên đồng ha. Nó lên đồng nó mới lớn được chứ. Lên mấy cái ao ở trên á. Cá phi này thường thường mình nuôi mình cho nó ăn cái gì anh? Chứ thả tự nhiên mà đâu cho ăn. Ăn bằng cái bùn thôi phải không? Không, ý là giờ anh đi rồi nó bớt rồi đó, nó lặn rồi đó. Dạ. Chứ là sáng là đặt ngạt nước luôn á. Ủa em đó giờ mới thấy cá phi mà nó nhiều như vậy trên cái kênh. Đường này cũng ít xe chạy quá anh ha. Anh lụm thấy mê không? Sáng anh chạy sáng dữ rồi. Sáng sớm anh hổ dữ. Ở đây có nhiều người chạy không anh? Cũng ít lắm. Quý vị đứng chạy gì đó. Nhiều người ta đâu bắt ăn. Con cá sặc nữa kìa. Cá này mà ăn gì ta? Nhỏ lắm á. Ăn tàu đó. Thịt nó nhỏ xíu, nó đâu có ngon đâu. Thịt cá phi nhỏ đâu ngon. Đó em bắt về, em chạy về em thui. Nó dùng phàn vậy. Dạ. Phàn tay luôn. Còn cả ký đô. Dạ. Ở đây mình nuôi là ngon á. Cái này mình có ao mình nuôi là được đó anh ơi. Ừ. Ao anh rộng không? Rộng. Rồi em đi luôn anh ơi. Rồi cảm ơn anh á. Có con ở dưới nó nhảy lên đây nè. Giờ em thấy nó nổi cũng nhiều rồi chứ. Không, vậy là hết rồi đó. Hết rồi hả? Ừ. Tức là sáng là đặc luôn á. Dạ. Ở đây không cảnh hữu tình. Có cái quán ngay chỗ cái cây xanh này, mát. Quán đầu làng. À để xuống rồi dính lên cái anh gỡ lên anh bắt thôi. Tao coi anh làm thử cái coi. Anh bên kia anh chạy tiếp kìa. Nó thấy là nó dội hết rồi. Cái này người ta kêu bằng cái gió mà phải không anh? À. Nhưng mà nó cũng kiểu cách như vậy á.
Dạ. À, được 3 con rồi. Vô cái mang nó hay gì anh? Không, cái này để lâu mới loại. Mà này khó bắt hơn là chài rồi. Dạ. Được 3 con. Dạ. Này tiện ha. Ở trên bờ không? Ây, nó phóng tùm lum hết. Ủa, anh với anh kia đi riêng hay đi chung? Riêng hả? Cái thùng của anh đây hả? Ủa, anh bắt gì anh ăn hay sao? À, anh lựa cá bự bự thôi hả? Nãy giờ đi, đi cá tiếng không anh? Tiếng được nhiêu đây hả? Chắc cỡ 20-30 con. Dữ vậy? Cái anh hồi nãy thì ảnh chài về ảnh nuôi. Đổ cho nó miếng nước nó sắp sắp lên để nó ngọt. Dạ. Dạ. Khu này chứ em nghi ai đi ngang đây chắc họ bắt ha. Dạ. 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 Ở bờ kênh mà kia nó chích điện không à, 70-80 kg cá, có phi bự bự không? Ồ, nhiều quá anh ha. Cho vậy sao chạy? Được. Chạy được không? Anh cầm cái gió anh chạy gọn hơ rồi. Em cũng đi luôn, đi theo ảnh. Ở đây có quán cà phê giỏng mát quá nè. Dạ. Đâu có biết đâu. Con kênh gì đâu mà nước thúi quá trời, thúi rùm mà cả nhà ơi. Cà phê dưới lền khênh luôn. Nó phải nói là nó đặc kẹo luôn á. Hồi nãy em đi lộn qua cầu bên đây. Cầu đó là cái cầu người dân mình bắt thôi. Qua một số hộ là hết đường. Ở bên đây mới đúng là cái con đường đi nè. Đường mới. Có những cái quán mà ở đây á, nó kiểu mà làng quê đó cả nhà. Ngồi tầm 3, tầm 7 dưới những cái gốc cây to cổ thụ ở đây. Nhìn mát lắm. Ngồi nó thoải mái. Đường này hơi xấu, đi nó khó khăn lắm. Mình đi mình chạy á, nó tưng tưng tưng. Đá xanh mới đổ mà nó cũng không có đều nữa. Cứ có con đường là em quẹo lên à. À, để mình đi chạy ra cái tuyến kênh lớn thử xem như thế nào. Nãy giờ chạy suốt chứ ở dưới sông cá phi nó nổi lên bên cho anh. Qua những cây tràm cao che hai bên đường mát lắm. Nước ở đây cảm nhận là nó
dơ quá cả nhà ơi. Không được sạch. Ủa bà, chào bà cho con hỏi cái đường này mình đi đâu ấy bà? Bên này xuống okay. Mình đi xuống cặp bờ sông phải không bà? Còn cái đường này? Cái đường này thì qua Long Khê nữa, còn dòng lên đây là Phước Lợi. À, Phước Lợi ha. Còn ở đây là mình là xã Long Khê ha, Phước Lợi. Phước Lợi. Qua cầu là Long Khê. Dạ. Rồi, cảm ơn bà. Con đi đường này, con đi cặp mấy sông. Dạ. Đây có nguyên cái vườn mướp bà con mình trồng ven cái kênh luôn rồi cả nhà. Con đường này nó bị gì mà người ta để là công trình đang thi công, phương tiện đi lối khác à. Đường liên xã Long Khê Phước Lợi. Tuyến này nãy giờ mình đi là cặp bờ sông ở ngay cái đoạn gần với cái bên bờ bên kia đó cả nhà. Hướng này mình chạy một đoạn ngắn nữa lên xã Phước Lợi cũng huyện Cần Đước luôn á. Lần đầu đến với cái khu vực xã Long Khơi cũng như là Phước Lợi. Bỡ ngỡ vô cùng luôn. Đảo Cà Phê Farm. À, đây có quán cà phê cũng lý tưởng nha. Không gian ở phía trong rộng lắm, rộng thênh thang luôn, có nhiều view nữa. Ở đây người ta cày ruộng rồi nè cả nhà. Nhà cũng đẹp đẹp không ha. Khu này trồng rẫy cũng được nè. Thấy có trồng hành nè. Bà con mình trồng hành đó cả nhà. Phía trước nguyên dãy nhà phố, nhà mặt tiền không, ô, như cất để bán vậy đấy. Trời ơi, đây còn cái ngôi nhà cổ quá trời cổ nè, mái ngói, chào chú, mái ngói ngày xưa. Nãy em tính vẹo bên con đường bên kia chứ không phải đường bên đây. Mà không biết mình có đi được cái đường bển hay không. Thấy nó hiu quá nên chạy bên đây. Bên đây mình là xã Phước Lợi á, nó chỉ cách cái con kênh thôi tất cả nhà. Nãy em có hỏi rồi, bà con mình chỉ bên đây Phước Lợi. Cũng xuống Long Khê được luôn. Chọn cái con đường này chính xác luôn á. Đường bên kia đâu còn đường xá gì nữa đâu. Cặp kênh là nhà ở phía sau lưng của bà con mình không à. Ây da da, sao quẹo lên xa dữ vậy. Lên khu này là khu đồng rồi. Động đây nhìn không có làm rạ đó cả nhà. Cắt lúa xong để rạ rồi không có cày xới, không có dọn cỏ. Nhìn đất nó sơ sát quá. Mạ đổ nè. Nên lên á, có nước mưa xuống ẩm nó lên. Ruộng nào mà thấy nó sớ sớ lên mình tưởng đó là rêu mạ dồi nữa. Vậy là mình đi không phải cái tuyến nào mình cũng đi được theo cái con kênh đâu. Nó cong cong quẹo quẹo tùm lum hết á. Mình cứ chạy theo đường
mình đi tới đâu rồi mình chỉ biết tới đó, khám phá tới đó thôi. Cái định hướng của mình là ra lại cái đường tỉnh 835 á, mà không biết cái đoạn nào nữa cả nhà. Sân bóng đá mini Kim Ngọc. Ở trong đồng mà có sân bóng đá nữa ta. Lớn ha. Hai sân. Thì vì ở đây nó cũng thông ra cái con đường lớn nào ở đây rồi. Cả nhà đừng có cười, tại vì đừng có cười em á. Lần đầu em đến mấy cái con đường mà trong đồng như thế này nè, đâu phải đường nào em cũng biết đâu. Mình đi mình khám phá, mình chỉ biết như vậy. Biết sao mình nói vậy cho cả nhà mình cùng theo mình, theo chân mình để cùng trải nghiệm. Chứ giờ thật sự không biết được luôn. Chỉ biết mình đang ở cái khu vực xã Phước Lợi thôi. Còn đường xá thì ở đây chắc bà con mình, nếu mà ai xem clip này mà khu vực này chắc sẽ rành rồi. Ở đây đất ruộng nó thấm nước hết ra. Trời ơi, quán cà phê. Quán cà phê Cốc. Mấy chú với lại mấy anh lớn lớn ngồi ở đây quá trời quá đất luôn ha. Ấy chà chà. Hình như là phía ngoài là con tiếng đường lớn rồi cả nhà. Em thấy xe nó chạy nhiều, xe công á. Khu này khu ở phía trong, trong đồng. Mấy ngôi mộ an táng giữa ruộng. Đất ruộng ở đây chưa có sẵn sàng gì hết á. Ủa, tới đây còn cua quẹo nữa nè. Khu này có nhà trọ nữa nha. Phúc Thành 2. Đường vào nội bộ cũng có nữa. Xíu xíu à. Rồi, như vậy là mình đã thành công ra được tuyến đường lớn rồi. Tuyến đường tỉnh 835 ở đây là xã Phước Lợi của huyện Bến Lức. Hướng cái bên đây là mình đi về chợ Bến Lức, cái chợ Gò Đen đó cả nhà, ra quốc lộ 1A đó. Còn hướng này mình trở lại khu thị trấn Cần Giuộc. Có lẽ video kỳ này của em tới đây xin tạm dừng tại đây nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà đã cùng đồng hành với em trong clip hôm nay. Em xin chào, hẹn gặp lại cả nhà mình trong những clip tiếp theo trên kênh nha.